Xin chào cả nhà đến với kênh Thúy Malaysia. Hôm nay mình có mua một được nguyên một thố cơm cuộn luôn nè cả nhà. Đây, mình thích nhất ăn là món cơm cuộn này. Ăn với vị sa vị với bồ tạc đó cả nhà. Mình mua giảm giá cả nhà. Qua giờ khoảng 8 giờ đúng rồi, 8 giờ bên đây á là nó giảm giá. Mình thích ăn cái trong vậy nè. Chấm nhiều quá ăn cay lỗ mũi quá. Mình mua bịch vậy cả nhà là 47 sen. Bịch này là bịch bồ tạc đó cả nhà. Cái này á, cá này mình không biết ăn sống, mình không biết ăn sống cho nên mình không ăn sống. Trứng, mình mê ăn trứng này lắm luôn. Mình mê ăn món này lắm cả nhà. Ăn cái này là phải dồn nguyên cái vô họng mới ngon. Cay quá. Cái này hình như là trứng, cái này là hình như là tôm á cả nhà. Mâm này mình ăn không hết đâu, ngồi mình cho chồng mình ăn. Mình thích á, mình thích ăn trứng nè, ăn trứng nè, với lại có chiếc nữa cả nhà. Cái này sốt chua chua như là sốt mayonnaise hay là mayonnaise gì đó mình không biết. Cay quá. Còn cái này là trứng gà cả nhà. Trứng gà này mình không thích, nó hơi ngọt ngọt. Đậu hũ này nó cũng ngọt hơn lại nha.
mình thử ăn 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 cố ăn hết nè, ăn ăn nổi không nè, chắc mình nghĩ ăn nổi quá. Mình thích ăn món cơm cuộn lắm, nhưng mà thích thôi chứ không có ăn được nhiều. Cả nhà đừng hát vậy á, nhiều lắm luôn, ăn không hết đâu. Cá này nè cả nhà, thì mình thường á làm gì xong á cái mình đem đi nướng nó lại, chứ mình không có biết ăn sống, mình sợ ăn đau bụng á. Cả nhà có ai ăn hết cái đống này lần nào chưa? Có ai thử ăn hết cái thố cơm này chưa cả nhà? Mình thì mình ăn không nổi rồi đó, mình lại bỏ tay đó, nhiều lắm luôn. Như đây mình nghĩ cả tô cơm á cả nhà. Đây là sốt sốt mayonnaise, với lại ở trong á nó có trứng nè, có tôm, có cái cục này nữa cả nhà. Mình không biết kêu bằng gì nữa, mình biết ăn à chứ mình không biết cái trong đó với lại dưa leo nè. Có ai giống cà mê cái món cơm cuộn này giống mình không ta? Mình mê lắm luôn. Chồng mình à, thì thích ăn món cơm cuộn này chứ, nhưng dưa leo. Ăn cứ tôm không có ăn chỗ nào. Còn cơm này chắc cũng cỡ 2-3 người ăn quá. Mình nghĩ chắc 2 người. Cả mình hồi chiều mình cũng ăn ăn miếng cơm rồi đó cả nhà. Mình ăn cơm xong rồi mới đi siêu thị, cho nên cũng hơi no đó, ăn không nổi. Là bữa nào mình làm thử cái thử thách này, ăn hết cái thố cơm cuộn này thử coi nổi không. Nói chơi thôi chứ mình ăn không nổi. Cảm thấy hơi no no. Giờ đóng cơm hải hồn nữa. Mình chỉ mê ăn cái trứng này nữa nha. Ở ngoài nó màu đỏ đó cả nhà, mà không biết sao lên hình nó thành màu cam. Ở ngoài nó màu đỏ, sao ngộ quá ha, lên hình nó màu cam rồi. Chàng ơi, hồi nãy giờ không biết ăn được mấy cuốn rồi nữa. Thật sự là không nổi luôn á, nhưng mà ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Hồi nãy á, lúc chồng mình mua đồ á, mình mua xong á, cái nó cho mình cái phiếu á, dạo này nó có cho mình cái phiếu á cả nhà, giảm giá đó. Ví dụ như mình mua xong á, nó có tặng cho mình cái phiếu nhỏ nè, 40 đồng á, 40 đồng mã á, là nó tặng cho mình cái phiếu nhỏ vậy. Mà mình mua một lần như vậy nó tặng cho mình cái phiếu nhỏ, nhưng mà đủ bao nhiêu
đủ 800, đủ 800, bên đây 800 ngàn mã cả nhà, 800 đồng chứ không phải 8 ngàn, nó lộn, xin lỗi cả nhà, 800 đồng mã thì nó sẽ tặng cho mình một cái hũ nước, cái bình nước để uống, đựng đi uống á. Chồng mình nói sao? Thôi cảm ơn nghe, tao trả, tao tặng cho mày đó, tao cho mày đó. Cái chồng mình nói với mình nghĩ sao phải mua 800 đồng á mới mới tặng cho một bình nước. Thôi để tao mua, lấy tiền đó tao đi mua cho mau còn ghẻ nữa. Mà mình đi mua đồ á, mình ít có lấy cái tờ đó luôn. No quá. Mình không có lấy cái tờ đó cả nhà. Mình cho người ta. Mình kêu chồng xong, mình kêu chồng mình xong không lấy. Lấy cái để dành thôi, thử coi có được lãnh được cái bình đó không. Cái chồng nói thôi mua 800 đồng, 800 đồng mua biết chừng nào mới đủ 800, có hai chồng nhà, có hai chồng mà mua chừng nào chắc 2-3 năm mới đủ quá. Nó mình nghĩ á, một cái thố như vậy một người ăn hết đâu cả nhà, hai người ăn mới hết. À, thôi video của mình đến đây là kết thúc, quay đến đây là kết thúc, chào tạm biệt cả nhà, và nhớ đừng quên đăng ký kênh Thúy Malaysia, và ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye cả nhà, chào tạm biệt cả nhà, bye.